súp kép bát 50 và bát 60 quý vị nhé. Dạ vâng, chào quý vị. Ngày hôm nay Hữu Duy đang có mặt tại kho của Bảo Châu Relax và để giới thiệu đến quý vị những mẫu sản phẩm mới đến từ thương hiệu ACT Pro. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có rất nhiều những sản phẩm loa Line Array đến từ thương hiệu ACT Pro dùng để phục vụ khách hàng tại Việt Nam và đã nhận được rất nhiều những sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng quý vị nhé. Và với lô sản phẩm mới cập bến tại Bảo Châu Relax này cũng có rất nhiều những mã sản phẩm mới để phục vụ tốt hơn và đầy đủ hơn đến tất cả nhu cầu của quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai mã súp mới quý vị nhé. Hữu Duy nhấn mạnh luôn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai mã súp mới đến từ thương hiệu ACT Pro. Một mã bát 50 cũng vừa vừa thôi, nhưng một mã là bát 60 quý vị nhé. Đều là những sản phẩm súp kép, đó, hai củ bát có đường kính là 50 và 60. Đúng không ạ? Với những dòng bát 50 thì quý vị đã rất quen thuộc rồi, bởi vì là nó đánh cực kỳ hay và hiệu quả. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta còn có thêm một mã nữa, đó là bát 60 quý vị nhé. Súp kép bát 60 nó còn khủng và hoành tráng hơn nữa để phục vụ cho những không gian rộng lớn hơn nữa cũng như là yêu cầu cao hơn của chủ đầu tư. Và Hữu Duy luôn luôn nhắc ở trong những video nói về những dòng thương hiệu ACT Pro thì chúng tôi nhập khẩu những sản phẩm ACT Pro về Việt Nam và đặc biệt là về Bảo Châu Relax thì đều có đầy đủ chứng từ CO, CQ nhập khẩu hải quan và đều được nhập khẩu chính ngạch quý vị nhé. Cũng như trên tay Hữu Duy là bản CO Form E và bản CQ của những dòng sản phẩm ACT Pro. Thì quý vị có thể thấy được ở trên màn hình có dấu đỏ tươi của hải quan đóng vào và CO Form E quý vị nhé. Và cũng như ở video trước thì Hữu Duy đã review quá trình vận chuyển từ container vào kho đúng không ạ? Và cũng có vài container cập bến hàng tại Bảo Châu Relax. Hiện tại hàng tại kho của Bảo Châu rất nhiều những sản phẩm ACT Pro để phục vụ quý vị. Và không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến với hai sản phẩm tiêu điểm trong video ngày hôm nay. Đó là dòng ACT Pro T218F và T221F tương đương với súp kép bát 50 và bát 60 quý vị nhé. Cực kỳ hoành tráng phải không quý vị? Bát 50 và bát 60 đều là những dòng súp kép có thể nói là cực kỳ khủng tại Bảo Châu. Và ở trên thị trường thì như quý vị cũng đã biết là thông thường người ta hay dùng những dòng Line Array đơn phải không ạ? Đơn củ. Nhưng mà với Bảo Châu Relax thì phần lớn chúng tôi thường hay dùng là Line Array kép. Đó, tức là gì ạ? Tức là với kể cả loa full hay là loa súp thì nó đều được cấu tạo bởi hai củ bass. Đó gọi là Line Array kép. Còn với Line Array đơn thì chúng ta thường hay là có một bass, một chép đúng không ạ? Nhưng mà với Line Array kép thì chúng ta có hai bass, một chép hoặc là hai bass, hai chép như những bộ dàn Line Array mà Bảo Châu Relax đang phân phối. Thì với dòng súp kép này nó có gì đặc biệt? Thứ nhất là cái sức mạnh của nó phục vụ cực kỳ tốt trong những không gian ngoài trời. Còn trong nhà thì chắc chắn rồi, chúng ta không cần phải bàn đến không gian trong nhà, bởi vì ngoài trời đã hay thì auto là trong nhà nó sẽ ổn, đúng không ạ? Thứ hai là với thiết kế của mẫu với hai mẫu súp mới ngày hôm nay T218F và T221F thì đây đều là những phiên bản súp hơi có cái thiết kế thứ nhất là cực kỳ hầm hố và thứ hai là nó được trang bị cho mình một lớp sơn ở phía ngoài cùng rất cứng quý vị nhé. Nó có thể đánh được trong những không gian ngoài trời cũng như là ở những môi trường khắc nghiệt mà không hề lo là nó bị làm sao. Và trong những video clip tới thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ mang những dòng súp hơi này ra ngoài trời để đánh, thứ nhất là đánh trong không gian ngoài trời này và trong điều kiện thời tiết là gì ạ? Thứ nhất là thời tiết hiện tại chúng ta đang ở trong khoảng những ngày tháng 8 thì nó sẽ còn nắng rất là nhiều đúng không ạ? Trời sẽ còn nắng cực kỳ nhiều và chắc chắn là sẽ còn có rất nhiều đất diễn dành cho những chiếc súp hơi này. Nói qua một chút về cấu tạo và về thiết kế thì đầu tiên là với mẫu T218F thì cái tên nó cũng đã nói lên tất cả rồi. 218 là kết cấu nó sẽ bao gồm hai củ bass có đường kính là 18 inch tương đương với củ bass có kích thước là 50 cm. Và cái từ F đằng sau nó đại diện cho cái chất liệu làm nên củ từ. Củ từ thì F là ferrite đúng không ạ? Được trang bị là từ ferrite
Đó, thì chắc chắn là chúng ta có phiên bản từ Felix rồi, thì chúng ta còn phải có phiên bản từ Neo nữa, đúng không ạ? Và với hệ thống của loa như vậy, nó sẽ tạo ra được mức công suất là 1600W ở trở kháng 4 ohm quý vị nhé. Thông thường những dòng súp hơi thường hay đánh ở trở kháng là 4 ohm. Đó. Và cái giải tần số đáp tuyến nó có thể thể hiện được là từ 40Hz cho đến 250Hz. Thông thường với những dòng súp hơi thì nó cũng không chênh lệch nhau quá nhiều về những giải tần số đáp tuyến. Cơ bản là cái công suất của nó có thể đáp ứng được đến như nào, đúng không ạ? 1600W RMS ở 8 ohm. Quý vị có thể thấy được ngay, nếu mà quý vị có thể đứng ở đây sờ cái lớp sơn phía bên ngoài của mẫu hai mẫu súp hơi ngày hôm nay, thì quý vị có thể cảm thấy được ngay là cái độ nhám của nó cực kỳ lớn, độ nhám rất lớn và cực kỳ cứng quý vị nhé. Gõ vào nghe tiếng rất là đanh và cứng tay. Ok, và cơ bản về thiết kế thì phía trước cũng được trang bị cho mình là lớp e căng bằng kim loại sơn tĩnh điện bên ngoài này. Logo phía dưới cũng khá là quen thuộc với quý vị rồi. Và ở đằng sau lớp e căng này thì nó là một lớp xốp bọt biển để có thể chống được bụi bẩn từ phía bên ngoài có thể tác động xấu vào củ loa để gây hư hại. Ở phía trên cùng thì nó có một lỗ để chúng ta có thể cắm cọc vào tạo thành hệ thống súp cũng như là light array. Hai bên thì chúng ta cũng sẽ có hai cái tay cầm, mỗi bên sẽ là một lỗ để chúng ta có thể sử dụng để di chuyển. Và cơ bản là những dòng súp hơi bát kép như thế này thì nó có một cái khối cân nặng nó cũng khá đáng kể. Chúng ta đâu đó phải cần khoảng từ 2 người trở lên thì mới có thể di chuyển được chiếc súp hơi này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mẫu hiện tại đang là khủng nhất tại Bảo Trời Lake. Khi chiếc súp này về thì nó nghiễm nhiên sẽ là một mẫu súp khủng nhất tính đến thời điểm hiện tại tại Bảo Trời Lake. Nó là mẫu T221F. Và cái tên nó cũng đã nói lên tất cả rồi, đúng không ạ? 221 nó sẽ cấu tạo bởi gì ạ? Thứ nhất là hai củ bát có đường kính là 21 inch. 21 inch tương đương với kích thước là 60cm và F là được làm bằng từ ferrite quý vị nhé. Về cấu tạo như vậy thì nó sẽ tạo ra được mức công suất là 2000W ở trở kháng 4 ohm. Đó, thì nó cực kỳ khủng cho không gian ngoài trời. Thì đâu đó với không gian ngoài trời thì chúng ta cũng chỉ cần một đôi loa súp hơi này, súp kép này thì nó có thể hoàn toàn là đánh phục vụ tốt cho không gian ngoài trời. Lên tới Hữu Duy nghĩ là với một đôi loa này nó có thể phục vụ lên tới khoảng 1.000-1.500 khách là chuyện bình thường, đúng không ạ? Ok. Và tiếp theo thì cấu tạo thì nó cũng khá là giống, nó giống so với mẫu T218F. Nó chỉ khác nhau một điểm là gì ạ? Là thứ nhất là kích thước thùng to hơn để có thể chứa đựng được hai củ bát có đường kính là 60cm. Ngoài kích thước to hơn thì nó cũng còn có thêm một tay cầm nữa. Hai bên chúng ta sẽ có 4 tay cầm để có thể dễ dàng hơn trong việc di chuyển và vận chuyển. Với chiếc súp bát 60 như thế này, súp kép bát 60, đâu đó phải cần khoảng tầm ít nhất nếu mà hai người thì phải hai người to khỏe, cỡ từ Hữu Duy trở lên thì mới có thể bê tốt được cho chiếc này. Không thì chúng ta cần phải 4 người mới có thể bê, bởi vì cân nặng của nó khá là nặng. Và sơ qua về thiết kế cũng như là về cấu tạo và về thông số kỹ thuật thì Hữu Duy cũng đã vừa giới thiệu đến quý vị vừa nãy rồi. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của từng loại súp một. Và ở đây Hữu Duy đang có rất nhiều những loa ACT Pro ở đây đã quá quen thuộc với quý vị rồi. Và ngày hôm nay Hữu Duy sẽ sử dụng 8 tay loa full kép bát 30 KR212 này để có thể test thử chất âm của cả hai mẫu súp, đúng không ạ? 8 chiếc thì Hữu Duy sẽ chia đôi ra thì mỗi bên sẽ là 4 chiếc để có thể tạo thành combo 4 tay loa full và một súp kép. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tiếp video để chúng ta test thử chất âm của combo ngày hôm nay. À, còn tủ máy nữa, chúng ta sẽ cùng qua tìm hiểu một chút về tủ máy quý vị nhé. Về hệ thống tủ máy ngày hôm nay chúng ta sẽ test thử combo Light Array ACT Pro thì nó cũng khá là cơ bản giống với những mẫu ở trong video trước. Mixer ở đây chúng ta dùng mẫu MG10XUF để có thể test thử quý vị nhé. Ngoài ra thì chúng ta còn có tiếp theo là quản lý nguồn này, BK Sound M8 này, mic BCE VIP 3000, một bộ mic chuyên dùng cho hội trường sân khấu, đúng không ạ? Khả năng bắt mic cực kỳ tốt. Tiếp theo là mẫu DSP48, cốt số đến từ thương hiệu ACT Pro, hàng vừa về quý vị nhé. Đẩy đấy ạ, đẩy là FP 14.000, hai kênh dùng để đánh cho hai súp. Đây là một chiếc cục đẩy có mức công suất cực kỳ khủng quý vị nhé.
ở 8 ohm thì nó là 2200W một kênh, còn khi xuống 4 ohm thì nó là 3500-3600, thoải mái có thể đánh cho 2000 của súp bát 60 cũng như là 1600 của súp bát 50, thoải mái luôn quý vị nhé. Và với chiếc FP10000Q này, 4 kênh để chúng ta có thể đánh cho Taylor Full hoàn toàn thoải mái. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm test thử chất âm của cả hai mẫu súp ngày hôm nay với mã là T218F và T221F rồi. Quý vị cảm thấy như nào ạ? Đối với Hữu Duy trực tiếp trải nghiệm tại đây thì Hữu Duy cảm thấy với cả hai mẫu súp này nó đều có chất âm cực kỳ là nội lực quý vị nhé. Thứ nhất là với bàn tay kỹ thuật của Bảo Trời Lake căn chỉnh, và thứ hai là với cái nội tại chất âm của cả hai mẫu súp ngày hôm nay thì nó có một cái chất âm cực kỳ lực. Khi chúng ta đứng ở xa thì quý vị có thể thấy được ngay là cái âm trầm, âm bát nó dội thẳng vào tim, nghe cực kỳ là cảm xúc khi mà nghe nhạc quý vị nhé. Và hiện tại với hai mẫu súp hơi này đang có mức giá bán tại Bảo Châu lần lượt như sau. Với mẫu T218F đang có mức giá là 16.200.000 đồng một chiếc, và với mẫu T221F đang có mức giá bán là 21.800.000 đồng một chiếc quý vị nhé. Và hiện tại ở trong video ngày hôm nay thì Hữu Duy thứ nhất là giới thiệu đến quý vị về hai mẫu súp mới cũng như là về thông số kỹ thuật và về cấu tạo. Và ở trong những video sau, Hữu Duy sẽ mang cả hai mẫu súp hơi này ra ngoài trời cũng như là mở ruột sâu củ loa cho quý vị xem là với hệ thống củ loa như thế nào, đúng không ạ? Và Hữu Duy luôn luôn nhắc đi nhắc lại ở trong những video giới thiệu những dòng ACT Pro, đó là những sản phẩm loa Array đến từ thương hiệu loa ACT Pro tại Bảo Châu Relic là những sản phẩm nhập khẩu chính ngạch, cũng như là có một video trước quý vị đã thấy là container hàng về rất nhiều, đúng không ạ? Thì chúng tôi cam kết những dòng sản phẩm ACT Pro nó là những sản phẩm có mức giá rẻ nhất tại Việt Nam. Và nếu quý vị có bất kể băn khoăn, thắc mắc hay nhu cầu về âm thanh, quý vị có thể gọi đến hotline cầm tay của Hữu Duy thông qua số điện thoại 0866693631, hoặc có thể gọi đến hotline của bà Cherry Lake thông qua hotline 1900255. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 13 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được set up tại nhà và giao hàng miễn phí cho vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Và để liên hệ, đặt hàng cũng như là lên lịch test thử các sản phẩm thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho Hữu Duy thông qua số điện thoại cầm tay 0866693631, hoặc có thể qua hotline 1900255.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Trời Lake. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!